Vâng, shop dụng cụ nông nghiệp em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay bên em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ thiết thực nhất trong cái công việc làm vườn, làm nông nghiệp. Và ở cái video ngắn hôm nay thì em sẽ chi tiết về dòng cuốc chim, cuốc tây gà, cuốc lưỡi gà và một bộ cuốc 6 cây để các bác nhà mình làm nông nghiệp. Thì với những cái dụng cụ này thì em sẽ báo giá và chi tiết tên từng sản phẩm. Rất mong là các bác khi xem video hãy nhớ tên từng mẫu một, để khi mà alo trực tiếp thì em sẽ tư vấn các bác cụ thể luôn các bác nhé. Đầu tiên là cái bộ cuốc tây gồm có 6 cây. Cái này thì em sẽ chi tiết từ cái bản to nhất. Cái bản đầu tiên này là 22cm các bác này. Em sẽ nói về lưỡi nhé, 22cm. Nó cao tầm độ 25 tới cả sọ luôn là 25 này. Đấy thì cái cuốc tây này là cái kích thước to nhất mà các bác cũng đang đặt bên em làm rất nhiều. Cái này em đang gửi cho các bác giá sẽ là 150.000 một cái cuốc tây bản to nhá. Đấy các bác cũng nhớ là cái bản này nó rất chi là to. 22cm. Đây các bác này. Tới sau là cái bản 20cm. Bản 20cm này thì tất cả chất liệu nó đều bằng thép nhíp các bác ạ. Đợt này thì em sẽ làm dày rất chi là chắc chắn để các bác nhà mình làm vườn cho được bền. Cái mẫu này thì em đang gửi từ các bác sẽ là 130.000. Cái số 2 sẽ gọi là cái số 2 đấy nhá. Và cái số 3. Cái số 3 là cái mẫu cuốc 18cm. Là cái mẫu cũng vừa tầm nhất. Em thấy các bác sử dụng cái này rất chi là nhiều. Cái này 18cm bản lưỡi. Đấy thì các bác, em sẽ để thật gần như này để các bác nhìn mình so sánh này. Cái này thì giá là em đang bán cho các bác sẽ là 120.000 một cái. Và tới cái thứ 3. Cái thứ 3 này thì bản lưỡi của nó là 17. Từ cái này nó sẽ mỏng hơn một chút các bác nhé. Đấy 17 thì nó là 100 này. Cái thứ 5 là 80.000. Cái thứ 6 là 60.000. Đây là bộ cuốc tây đầu tiên em gửi tới các bác nhà mình. Đấy và tiếp theo là tới bộ cuốc cao cấp hơn. Đó là bộ cuốc lưỡi gà và cuốc tây gà. Các bác hãy nhớ tên lưỡi gà và tây gà nhá. Cũng rất nhiều bác em gửi nhầm, bởi vì các bác nhớ nhầm tên. Cái cuốc bản nhỏ này thì sẽ gọi là cái cuốc lưỡi gà này các bác này. Cái cuốc lưỡi gà này thì bên em rèn rất chi là cẩn thận và đẹp như thế này. Cái dụng cụ này thì em gửi tới các bác giá sẽ là 200.000 một cái cuốc lưỡi gà này. Đấy các bác về tự chêm cán nhá, bằng gỗ bạch đàn hoặc là gỗ keo thì làm rất chi là ok. Cái này là 200.000, em sẽ miễn phí ship. Và tới cái cuốc tây gà. Cái cuốc tây gà này thì nó là cao cấp nhất rồi các bác nhé. Nhìn cái sọ của nó đây, rất chi là dày. Cái này bản 15cm và dài 25cm. Nó sẽ có biểu tượng con gà đây. Đây là biểu tượng con gà đây các bác này. Cái cuốc này sẽ gọi là cuốc tây gà. Cuốc tây gà này em đang bán cho các bác sẽ là 160.000 trên một cái. Và chưa có phí ship nhá. Các bác mua một cái này là mất phí ship này. 160.000 một cái cuốc tây gà này. Đấy. Và tiếp tới là cái bộ cuốc chim. Cũng là cái bộ cuốc mà các bác làm cây đang rất quan tâm. Đầu tiên là cái mẫu chim đúc. Sẽ gọi là cái cuốc chim đúc là cái bản đầu tiên. Cái này liền khối hết các bác nhá, không hàn. Cái này là cuốc chim liền. Cái này thì giá của nó đang là 300.000 một chiếc. Cái cuốc chim đúc này. Mẫu thứ hai. Đây là cái mẫu cuốc chim đặt nhá. Đấy, cuốc chim đặt thì em sẽ có hai kích thước, một kích thước lớn và một kích thước nhỡ. Cái cuốc chim đặt này, cái kích thước nhỡ này thì em đang gửi cho các bác giá sẽ là 350.000 trên một cái. Tất cả thì đều là hàng đặt rèn từ nhíp. Cái này thì nó dài tầm độ là 20 này. Nó dài độ 45cm. Của cái mẫu thứ 2 350. Và tới cái mẫu lớn nhất là cái mẫu cuốc chim đặt cỡ to. Em lại đo cái kích thước của nó nhé. 20 này, 40. Cái này nó tầm độ 50cm. Cái này cái sọ của nó bác các bác nhìn này. Cái này các bác dùng bền muôn thuở luôn. Cái này thì giá của nó đang là 400.000 một chiếc. Em Thảo sẽ miễn phí ship các bác nhé. Và tới bộ dìu. Một chút nữa tới bộ dìu để quay cho các bác được mình được xem. Tới cái dụng cụ nhỏ hơn là tới cái mẫu xẻng. À, đây là cái xẻng xúc này. Cái này giá rất rẻ các bác nhé. Cái này giá các bác mua 60.000 đồng một chiếc xẻng này. Đây là xẻng nhỏ. Cái này nhỏ 60.000 nhá. Cái nhỡ hơn là 80, cái to nhất là 100. Đây là xẻng xúc. Còn đây là cái cuốc này. Cái cuốc này 70.000 một cái. Cái cuốc xẻng. Đấy, cái này cái nhỏ nhất 70.000 một cái nhá. Còn đây là cuốc bướm. Cuốc bướm lần này thì cuốc to em đang hết. Có cuốc nhỡ. Cái cuốc nhỡ này bản lưỡi của nó là 23cm. Cái cuốc này thì nó đang là 100.000 một cái cuốc bướm. Rất chỉ là dày dặn các bác nhé. Dùng để sạc cỏ, để xúc đây. Và tới cái mẫu nhỏ hơn nữa là 60.000 đồng một chiếc. Cái cuốc bướm nhỏ. Cái cuốc tây nhỏ thì 60.000 nhé.
Và với những cái dụng cụ tiếp theo đó thì em sẽ quay về phần trên này, về cái lưỡi dìu. Cái dìu này bên em sẽ hàn cả cán cho các bác như này. Em sẽ có 3 kích thước. Đấy, cái lớn nhất này, nếu như hàn cả cán thì em đang gửi cho các bác giá sẽ là 350.000 cả cán, em miễn phí ship. Cái thứ hai sẽ là 250.000. Xin lỗi các bác, 300.000 cả cán. Nếu như các bác mua độc lưỡi không thì là 250.000. Hàn nhá, ống tuyếp 34 hết. Rất chi là dày dặn và chắc. Cái thứ ba là 250.000, hàn cả cán luôn cho các bác. Cái này đi rừng rất chi là tiện. Và tới những cái bộ thủng này thì đây là cái lưỡi thủng chuối này. Cái dầm chuối này là mẫu dầm đặt này. Hôm nay thì mới làm xong được đúng 5 cái để trả cho các bác đây. Cái này 400 nhá. Cái dầm đặt hàn cả cán hết rồi. Hàn cả cán tiếp kìa bác này. Đây gọi là cái dầm chuối nhá. Nhà em sẽ có rất nhiều những cái kích thước dầm để gửi tới các bác nhà mình. Đấy, khi mà các bác mà xem được cái video này mà đang quan tâm tới đồ nhíp, đồ làm vườn, đấy, các bác đừng quên nhấn like, chuông và nhất là đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo. Đấy, bên cơ sở em thì hàng thì ngày nào cũng đi rất là nhiều và em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Các bác ở đâu cũng có thể mua được, chỉ cần liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để đây. Và quan tâm tới bên cơ sở xuất dụng cụ nông nghiệp, các bác đừng quên nhấn like, chuông, đăng ký kênh ở ngay cạnh màn hình đây để đón xem được rất nhiều những cái dụng cụ hay của bên cơ sở em Thảo nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.